đây là Nathan. Nãy giờ ăn quá trời luôn rồi. Và Nathan đã bị xỉn nhãn ăn ice cream, thét, đủ thứ hết. Trời ơi, mình say rồi. Nathan ăn quá nhiều đồ, ice cream, cake và đã bị say rượu, mặt quá là phê, đờ ra. Rượu làm Nathan lên cơn rồi. Lên cơn say bắt đầu Nathan nói sảng. Hôm á 59 đồng á.